Hello, hello. Hôm nay mình sẽ review qua về chiếc Sunface. Đây là một chiếc Sunface thế hệ thứ 3 mà bên mình đang bán ra. Đây là phiên bản này, là phiên bản dùng rồi các bạn nhé. Đấy, chúng ta là có một cái màn hình lớn tương đương khoảng 11 inch. Về cái Sunface này, đây là một sản phẩm của hãng Microsoft. Một hãng rất nổi tiếng, họ chuyên về sản xuất ra những cái hệ điều hành, chính là cái chiếc máy tính này như chúng ta dùng quen thuộc hiện nay, đó là chính là hệ điều hành Windows. Sau này thì mới có Mac và các mẫu hệ điều hành khác. Thì ở đây thì là bên mình đang có là cái Sunface này. Ở đây ở phía đằng sau này ấy, thì là máy ấy. Thì mình ấy sơ qua cho anh em xem được là cái máy, hiện trạng của máy đúng không? Chúng ta xem cái hiện trạng của máy cụ thể này. Nhưng máy mình lấy về mình test thì không lau chùi, hàng thực tế luôn cho các bạn xem luôn. Đó. Chứ không có mùng má rồi hay không qua tuốt toát sửa chữa gì cả. Ở phía trên chúng ta sẽ có một cái nút tăng giảm âm lượng. Và đây là một nút nguồn của máy này. Đó, nút nguồn của máy. Máy có kích thước, nếu mà chúng ta không lắp bàn phím mà nó mỏng, tương đương khoảng gần 5cm, 0,5cm. Đấy. Thì là phía đằng sau chúng ta có một camera cũng như là mic thu âm. Đây, cảm biến và mic thu âm của máy. Đây thì ở cái Sunface này thì là rất đơn giản, là họ thiết kế chúng ta có một cái thành nắp lưng. Đấy. Nắp lưng này, cái chân này chúng ta có thể là gạt ra, là để trở thành dựng nó lên một cách rất chuyên nghiệp, đi đâu rất tiện dụng như một chiếc laptop thông thường, đúng không? Đó, đây là phía này là logo của cái cửa sổ Windows. Thông thường ở trên các tất cả hệ điều hành Windows hay là những cái máy mà máy tính chạy hệ điều hành Windows, họ đều dán cái tem cửa sổ này. Đây là biểu tượng rất quen thuộc. Ở dưới này thì chúng ta có một cái logo của Microsoft và có ghi dòng đây là dung lượng của máy, đây là phiên bản SSD 64GB. Đấy, còn đây là phiên bản logo, có kèm thêm một cái logo của nhà mạng AT&T ở phía Mỹ nữa. Đấy, đây còn đây là CD in mây của từng máy. Đấy, vỏ thì chúng ta sẽ là hợp kim nhôm. Đây là chúng ta còn có thêm một cái jack tai nghe nhá. Đấy, còn cái dòng Sunface này hay cái là đấy chúng ta có một cổng để cắm máy in, kèm một cái USB và một cái dây sạc, chúng ta có thể dùng sạc của Android. Đấy, đây là một điều rất tiện lợi khi mà Sunface họ đã cải tiến thêm cái ở thế hệ thứ 3, họ đã cải tiến ra thì là nó sẽ tiện lợi hơn cho anh em có thể thiếu vắng sạc. Cái việc khó khăn tìm mua một cái sạc của hãng Microsoft này rất đắt đỏ. Màn hình thì là chúng ta nó màn hình tràn viền ra tận ngoài luôn. Cái mặt kính cường lực này họ làm tràn ra ngoài, thành ra là nhìn trong cái màn hình rất lớn. Để mở bật nguồn lên. Đó, rất nhanh. Thực tế ra là cái này ấy, thì là cái viền của nó cũng rất to. Ở phía trước có một cái cảm biến và một cái camera phía trước. Đây chúng ta xếp từ xem. Ở hiện tại thì là cái năm 2020 này thì là cái Sunface thế hệ thứ 3 này chúng ta sẽ còn sử dụng được cái gì, bây giờ mình sẽ test thử luôn cho các bạn xem. Ở cái phiên bản bên này ấy, là bên mình đang là cái phiên bản RAM 2GB. Đó, ở RAM 2GB bộ nhớ 64GB và chạy hệ điều hành Windows 10 64 bit. Cho các bạn xem luôn. Chip này của nó là chip Atom X7 nhé. Đây là một cái chip có thể nói là đến thời điểm này chúng ta chỉ có dùng để tương đối để nhằm mục đích là ví dụ như là lướt web này, hay là những cái ứng dụng nhỏ nhỏ như kiểu là Excel văn phòng hay là in ấn văn bản. Rồi là ví dụ như bên mình chuyên làm điện thoại đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái ứng dụng đó là dành cho các bạn chuyên đi nhập hàng từ các mày thánh giao buôn, thì chúng ta là mình đã cài và test thử.
Đây là cái ứng dụng bao tool. Đó, ứng dụng bao tool này thì là giúp anh em có thể check được hàng về vấn đề chất lượng máy. Như các bạn mà chưa xem ấy, thì là chưa không phải là dân buôn bán ấy, thì cũng có thể là dùng được cái bao tool này, anh em có thể kiểm tra được luôn. Chất lượng download là khá là ngon, khá là ok. Ở đây là mình đang chạy cái Chrome Google. Còn đây là chúng ta sẽ mở thêm một tab nhé. Đây là dân đa xem thời sự dân trí hôm nay biểu tình làn sóng ở Mỹ này. Đó. Hôm nay là ngày bao nhiêu, mùng 1 tháng 6, ngày đầu tiên của tháng 6. Như bình thường thì mỗi năm thì các cháu đã được nghỉ hè rồi. Còn năm nay thì là các cháu đã vướng phải một cái đợt dịch rất dài. Nên là cái việc nghỉ hè sẽ phải đẩy chậm hơn. Mấy nhóc nhà mình thế. Nghĩa giờ này là đưa bọn trẻ đi nghỉ mát rồi. Đây của chúng ta xem những nhà trắng thất thủ. Một bản tin rất hot của cộng đồng mạng hôm nay cực kỳ quan tâm. Chúng ta xem này, đang làm tiếng lên nhé. Test thử luôn, đây là ở Mỹ, cảnh sát Mỹ. Chúng ta cứ phải chạy thử để xem có giật không. Đây mình đang kết nối wifi. Ở đây là nó là có phiên bản 4G nhưng mà mình chưa collect cái phá khóa cái này nó ra. Anh em có thể chạy test thử luôn, chạy thử luôn để xem cái chất lượng video giật này, hay là đây là mình đang xem không phải trên YouTube. YouTube thì là cái trình duyệt của trang YouTube thì họ hỗ trợ xem video tốt hơn là so với những cái trang web này, đúng không? Bây giờ mình sẽ thử một trang web này. Ok, xem video đấy là khá ok. Bây giờ mình sẽ thử test sang một trang web khác, đúng không? Mình ví dụ như là mình sẽ test sang cái phim mới.com. Đây là chúng ta sẽ xem phim HD, xem có test được không? Đây là mình test thực tế luôn, không phải gọi là làm video clip gọi lăng xê các kiểu. Đây là test thực tế máy, là vì bên mình bán máy này mà. Đấy, cho nên là test trực tiếp cho anh em trực tiếp luôn. Màn hình cực đẹp luôn, khẳng định rằng độ phân giải của cái màn hình của cái dòng Surface này thì là nó đẹp. Nó cực đẹp, nó đẹp hơn Retina của Apple nhiều. Và sẽ xem một bản phim của Trung Quốc đi, đỡ bản quyền nhé. Đây là cái phần trailer do họ sẽ xem ở trên cái trình duyệt của YouTube, mình sẽ không xem ở đấy. Ở đây là mình sẽ xem trực tiếp ở trên cái phim mới này. Mình cho rằng là với một cái máy tính hơn 3 triệu như thế này là nó có thể là một cái tính máy tính bảng hay là một cái iPad, hay là nó tương đương như kiểu một cái máy tính bảng này, thậm chí là một cái laptop để chạy là mình cho rằng là khá là ok. Chúng ta sẽ có thấy tốc độ load khá là cao, đây là đang quảng cáo. Cảm thấy rất ok với mức giá hơn 3 triệu thì là cực kỳ thấy ok nhé. Suốt ngày quảng cáo. Đây, mình cho to hết cỡ này. Đấy, chúng ta thao tác rất nhanh là để xem. Nó sẽ cái hình này nó sẽ bị vỡ một lúc đầu khi chúng ta mở, khi nó chưa load được hình, và bây giờ là nó sẽ load được hình. Lâu một chút nó sẽ, chúng ta xem được phân giải của nó ở đây sẽ lên được, có lên được HD không. Đây họ không, tất nhiên là nó cũng phụ thuộc vào mạng nữa. Mình tua thử nào. Đấy, rất nhanh, ok luôn, vào luôn. Khá là ok đúng không? Đấy.
một chiếc máy tính bảng kiêm một chiếc laptop có thể dùng ứng dụng văn phòng Word, Excel, rồi là có cổng USB chúng ta kết nối trực tiếp. Ví dụ như đây là mình đã kết nối sẵn với cả một chiếc cáp của iPhone. Đấy, như vậy là ok, khá là ngon. Và chúng ta to tiếng này, nhưng mà loa hơi bé, khẳng định là loa hơi bé anh em nhé. Ở đây là trên này chúng ta có bàn phím thì có đầy đủ chức năng luôn của một chiếc laptop bình thường, tăng giảm độ sáng các kiểu. Bấm như laptop luôn. Tất nhiên là cái bàn phím này là giá hơn 3 triệu một chiếc Surface 3 này ấy, thì là chưa có bàn phím các bạn nhé, chưa có bàn phím, cho nên là các bạn nào muốn giá bàn phím thì comment dưới mình sẽ inbox về cái giá của cái bàn phím này. Bàn phím này đây là một cái bàn phím chính hãng, lướt rồi đi theo con máy này luôn, tức là con dòng Surface 3 này luôn đó. Nó có cả series mây đủ kiểu, chính hãng luôn, cam kết là chính hãng nhưng các bạn hoàn toàn yên tâm đó. Đấy, bây giờ mình vẫn cứ để trình duyệt của cái phim này chạy nhá. Bây giờ chúng ta mở thêm một tab nữa, YouTube chẳng hạn. Xem loát xem nó có không. Để mình sẽ tắt cái tiếng của cái phim này. Vẫn cứ để đấy, nhưng mà chúng vẫn cứ để chạy bình thường đấy, đúng không, vẫn cứ để nó chạy bình thường đấy. Chúng ta sẽ xem anh Lê Gia Huy này, họ review về một chiếc PKL, ví dụ như là dòng CBR650R hay là CB650R. Đấy, như vậy là mình đang chạy 3 tab cùng một lúc. Tất nhiên là để về test lâu nữa thì các bạn sẽ có thời gian, trong thời lượng video này mình chỉ test tầm 3 tab thôi. Đây là toàn những cái video có thể là nặng, ok đúng không? Đấy, và bây giờ mình cứ để cho nó chạy đúng không? Bây giờ mình hạ nó xuống, bây giờ mình bắt đầu mình mở cái ứng dụng Auto-tune này lên để mình giới thiệu qua về cái máy này, là để mình chuyên bán cho các bạn đi kiểm tra những cái máy khác. Đấy, chuyên kiểm tra một iPad. Ví dụ trên tay mình đây đang là một chiếc iPad mini 3 phiên bản màu gold đúng không, hàng 99% luôn, phiên bản 4G. Về nói một chiếc iPad của Apple ấy thì là màu gold kiểu gold 4 số 9 này cực kỳ hiếm. Đến thời điểm này là họ ra toàn những cái màu kiểu lilac, không còn màu gold thế này nữa. Đấy, mình cắm trực tiếp vào để mình kiểm tra cái chiếc iPad này. Đấy, chúng ta sẽ phải bấm một cái. Đấy, cắm phát nhận luôn đúng không? Chúng ta sẽ có một cái kiểm tra một cái máy tính bảng luôn. Sạc 94% này. Đấy, đây là về máy. Đó, như vậy là chiếc cái máy tính bảng này nó là một chiếc máy tính bảng nguyên zin. Đó, khi chúng ta nhìn ở trên cái phần thông số kỹ thuật ở đây, họ báo đây là điều nguyên zin. Cái demo driver này là đây là một sản phẩm của phiên bản hàng chào bảo hành. Đấy, cho nên là rất mới. Chúng ta chuyên đi, ai mà am hiểu máy cũ ấy, thì người ta chuyên đi săn đón những cái hàng này thì là cái hàng mới, gần như mới tinh của Apple luôn, mà giá cũng chỉ hơn 3 triệu. Anh em hoàn toàn yên tâm khi mua máy ở bên mình thì là đều có chế độ bảo hành cũng như là giá rất tốt, mà độ nguyên zin của máy đều được check qua cái chiếc ứng dụng này. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Thì bây giờ anh em sẽ nhấn đăng ký kênh video của mình, rồi mình sẽ review và công bố cái giá của cái bàn phím này, để cho anh em sẽ có một bộ máy tính hoàn hảo, xách tay đi mọi nơi mọi chỗ các bạn có thể dùng. Đó, ở đây là họ chạy cả iTunes bình thường nha các bạn nhé. Đấy, iTunes này là một phần mềm là khá là nặng. Đấy, tất nhiên là cái máy này thì chúng ta quên cái việc chơi game. Đó là vì cấu hình RAM là chỉ 2GB và ổ cứng của nó chỉ có là 64 SSD thôi. Đó, cho nên là không thể nào đòi hỏi nó quá nhiều khi với một chiếc máy tính bảng,
Một chiếc laptop chỉ có trị giá chỉ có hơn 3 triệu đồng. Đấy, hiện ngay đây. Ở đây thì là cái ứng dụng iTunes này chúng ta có thể update restore này, update cái phiên bản iOS này, restore này, backup dữ liệu này, sao lưu dữ liệu này, hay là các thứ vân 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 vân. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye. Thank you.